Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Nami trong One Piece cho các bạn xem nha. Chắc các bạn cũng đã để ý thấy những đường nét mờ mờ trên giấy vẽ của mình rồi đúng không? Thật ra là mình đã phát họa trước rồi, sau đó mình dùng tẩy làm mờ đi. Cả quá trình này khá là mất công nên mình đã bỏ qua để tránh làm tốn thời gian của mọi người đó mà. Nếu các bạn có xem One Piece thì chắc chẳng còn xa lạ gì với chị đại hoa tiêu của băng hải tặc mũ rơm đâu ha. Chút xíu nữa vẽ xong thì các bạn giúp mình xem có giống chút nào không nha. Như vậy là đã hoàn thành rồi đó. Ok, nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like, share để ủng hộ giúp mình nha. Và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.